các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của kết quả hay hiệu quả. Kết quả có nghĩa là gì? Thứ nhất, năng suất hoặc sản xuất cây ăn quả trên đất có lợi cho một mùa mưa hoa quả dồi dào. Thứ hai, dồi dào năng suất, một hiệu quả thảo luận, một hiệu quả sự nghiệp. Kết quả theo Kinh Thánh là gì? Có một câu nổi tiếng trong Kinh Thánh: hãy sinh sôi nảy nở. Điều đó mang lại cho bạn một ý nghĩa khá tốt về từ này. Hoạt động hiệu quả, nhân lên hoặc thêm vào những gì đã có, tạo ra nhiều thứ hơn. Một cặp vợ chồng có kết quả nếu họ có con, càng nhiều con càng tốt. Làm thế nào để bạn sử dụng hiệu quả? Ví dụ hiệu quả. Thứ nhất, đó không phải là một ngày đầy thành công. Thứ hai, rất ít khám phá có kết quả như cuộc hành trình 6 năm này. Thứ ba, tất cả các thí nghiệm đều có kết quả nếu bạn không có bất kỳ ý định kiến nào về kết quả. Số 4, tốt. Làm thế nào tôi có thể sống một cuộc sống hiệu quả? 7 cách để sống một cuộc sống hiệu quả và thành công. Thứ nhất, phản ánh một có mục đích về những gì bạn hiện đang làm, cũng như các giá trị và niềm tin của bạn. Thứ hai, hãy vây quanh bạn với những người tôn vinh bạn và không chỉ khoan dung với bạn. Thứ ba, nở nơi bạn đang trồng. Thứ bốn, đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho hợp lý. Thứ năm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thứ sáu, phục hồi những giấc mơ đã chết của bạn. Thứ bảy, kết thúc mỗi ngày trong hòa bình. Có gì là bí mật phì nhiêu? Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đã trao quyền để sinh hoa trái. Đức Chúa Trời đã khởi xướng điều này từ tạo vật khi Ngài gieo mầm sinh hoa kết trái trong họ. Đối với những đàn ông, anh ta đã trao cho người phụ nữ hạt giống, noãn, mà khi được tinh trùng thụ tinh trong môi trường thích hợp sẽ đơm hoa kết trái. Những gì hiện sống một cuộc sống tốt đẹp có nghĩa không gì nó có nghĩa là đẹp của một cuộc sống tốt đẹp, thành công cuộc sống. Trong khi đó, một cuộc sống hiệu quả bằng đầu bằng sự mãn nguyện về con người của chúng ta và niềm vui về những món quà độc đáo mà chúng ta đã được ban tặng. Biết giá trị của chúng ta là đầy đủ và không thể chạm tới dẫn đến khả năng sinh hoa kết trái thật sự của chúng ta. Đức Chúa Trời có ý nghĩ sinh sôi nảy nở không? Khuôn mẫu của Đức Chúa Trời xuyên suốt Kinh Thánh là ra lệnh cho dân Ngài sinh sản và sau đó cai trị vùng đất mà Ngài đã ban cho họ. Hoa trái thiêng liêng là gì? Các trái cây của Chúa Thánh Thần là một thuật ngữ Kinh Thánh rằng khoản tiền lên chín thuộc tính của một người hoặc cộng đồng hòa hợp với Thánh Thần. Theo chương 5 của thư gửi tín hữu Galat, những trái của Thánh Thần là tình yêu, niềm vui hòa bình, nhẫn nại, tốt bụng, trung thành, dịu dàng và tự chủ. Chúa muốn chúng ta sinh hoa chết trái như thế nào? Đó là thành quả của tính cách Cơ Đốc Galati. Chương 5 câu 22 tới câu 23 nói: hoa trái của Thánh Linh là tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng và tự chủ. Đây là những phẩm chất của tính cách Cơ Đốc nhân hoặc giống như Đấng Christ. Có lẽ nào những người tin Chúa không sinh hoa kết trái? Đầu tiên và quan trọng nhất, mang hoa quả là có thể chỉ một người trong sự hiệp nhất của Chúa Kitô qua đức tin. Việc sinh hoa kết trái không thể xảy ra ngoài sự kết hợp với Đấng Christ. Vì ngoài chúng ta, anh em không thể làm gì được. Cuối cùng, chính Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta để sinh hoa kết trái. Tại sao Đức Chúa Trời lại cắt tỉa những cành kết trái? Cắt tỉa không phải là một hình phạt đối với một Cơ Đốc nhân. Nó là một phần thưởng. Đức Chúa Trời là người trồng nho, cắt tỉa sự sống của mọi người ở trong Đấng Christ và sinh hoa kết trái của Đấng Christ. Tinh thần tỉa tăng cường
phát triển tâm linh bằng cách loại bỏ bất cứ điều gì ức chế sự phát triển tâm linh. Có nghĩ ý có gì là cây mang hoa quả? Một cây ăn quả là một trái cây mang trái cây được tiêu thụ hoặc sử dụng bởi con người và là một động vật. Tất cả cây được các nhà máy sản xuất hoa quả, đó là buồng chúng chín hoa có chứa một nhiều chất hạt. Trong việc sử dụng làm vườn, thuật ngữ cây ăn quả được giới hạn cho những loại cây cung cấp trái cây làm thực phẩm cho con người. Eva có ăn trái cây không? Trái cấm tên gọi là trái cân, trái cây mọc trong vườn địa đàng mà Đức Chúa Trời ra lệnh cho con người không được ăn. Trong câu chuyện Kinh Thánh, Adam và Eva ăn trái cây biết điều thiện và điều ác và bị đẩy ra khỏi vườn Eden. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.